tuần này, mọi con mắt đều đổ dồn vào Lady Gaga tại tour quảng bá của House of Gucci ở London. Mặc một chiếc váy trên sàn diễn Gucci Love Parade, cô ấy thể hiện chủ đề của bộ sưu tập là sự quyến rũ của Hollywood và sự điên rồ của điện ảnh khi cô ấy di chuyển qua thảm đỏ thả nhẹ chiếc váy xếp tầng của mình xung quanh. Ridley Scott House of Gucci dựa trên vụ sát hại năm 1995 của Maurizio Gucci Adam Driver, cháu trai của Guccio Gucci và là người thừa kế của hãng thời trang này. Vợ cũ của anh, Patrizia Reggiano, Lady Gaga, nổi tiếng, được cho là đứng sau âm mưu giết anh. Đối với buổi ra mắt phim, Gaga đã chọn một chiếc váy xếp ly màu tím với một đường xẻ cao đến đùi và một chiếc áo choàng dài phía sau cô trên thảm. Được tạo kiểu bởi Sandra Amador và Tom Erebo. Diện mạo được hoàn thiện với tất lưới cá áo lót dạng lưới và một số trang sức kim cương do Tiffany và Co. gót giày. Dàn diễn viên toàn sao đã được mặc với nhiều bộ quần áo khác của Gucci. Bởi vì điều gì khác, Jared Leto người đáng chú ý đã đi bộ trong cuộc diễu hành tình yêu của Gucci vào ngày 2 tháng 11 mặc một bộ đồ nhung màu xanh mỏng kết với giày cao gót. Trang bị phụ kiện là một chiếc lắc hình trái tim người. Trên màn ảnh, Leto gần như không thể nhận ra khi đang đeo chân giả cho vai diễn Paolo Gucci. Cựu phó chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Gucci Shopping và Gucci Parfums of America. Salma Hayek, người đóng vai Giuseppina Oriemer, bạn của Patrizia, đã diện một chiếc váy xếp ly bằng vàng hoàn toàn với tay áo phồng và đường viền cổ hình chữ V, trong khi người chồng trên màn ảnh của Gaga, Adam Driver, chọn một bộ đồ Burberry đơn giản. Thì vẻ ngoài săn chắc của anh ấy đã tôn lên vẻ lộng lẫy của cô. Ông và bà Gucci cùng nhau tạo dáng để tạo ra một số bức ảnh cặp đôi rất đáng yêu gợi nhớ về phản ứng hóa học trên thảm đỏ của Gaga với Bradley Cooper trong A Star Is Born. Trước khi bộ phim được phát hành chính thức vào ngày 24 tháng 11, dư luận về giải Oscar đã xoay quanh Gaga với vai Patrizia. Thời trang sôi động và những điểm cốt truyện hấp dẫn trong House of Gucci dường như dành cho Lady Gaga, người được biết đến với vẻ đẹp quyến rũ quá mức của mình. Và cô ấy đã cam kết thực hiện vai trò công lý. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Vogue, nghệ sĩ chia sẻ rằng cô đã thực hiện đôi khi mờ ám về phương pháp diễn xuất khi chuẩn bị cho vai diễn bị cáo buộc là sát nhân. Chỉ từ đoạn giới thiệu, chúng ta đã có những câu thoại mang tính biểu tượng do Gaga phân phối, như tôi không tự coi mình là người đặc biệt đạo đức nhưng tôi công bằng. Giờ đây đã trở thành một meme lan truyền trên TikTok. Gaga đã chứng minh tài năng diễn xuất của mình khi thổi bay các nhà phê bình với vai Ellie Main trong bộ phim tái hiện A Star Is Born năm 2018 của Cooper. Bất chấp những nghi ngờ trong ngành rằng cô không phù hợp với vai diễn này, nữ ca sĩ cuối cùng đã giành được giải Oscar cho bài hát gốc hay nhất với bài hát ăn khách của bộ phim Shallow. Quyền lực ngôi sao của cô ấy là không thể phủ nhận, người nghệ sĩ có thể vừa hát vừa diễn xuất, đồng thời liên tục tạo ra tiếng vang trên thảm đỏ nhờ vẻ ngoài chỉn chu. Ai có thể quên được phong cách thời trang biểu tượng được trưng bày trong buổi quảng bá cho A Star Is Born. Từ cô House of Gucci màu đỏ xuất hiện trên thảm một mình, chúng ta có thể thu được rằng hiệu suất Gaga trong bộ phim sẽ được lấp đầy với sự quyến rũ chữ ký của mình và quyến rũ hiện diện màn hình. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.